Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, U23 Việt Nam đã có một trận đấu ra quân rất là tưng bừng tại vòng loại U23 châu Á 2024 khi mà thầy trò huấn luyện Philip Chuje đã có chiến thắng 6-0 trước U23 của Guam để mà tạm thời dẫn đầu cái bảng C của mình. Và ở lượt trận thứ hai thì U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Yemen. Và trước khi đến với lịch thi đấu của cái lượt trận thứ hai của tất cả các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024 thì quý vị và các bạn có thể bấm like và subscribe kênh YouTube Thuật Thể Thao để ủng hộ Thuật Thể Thao ra những video chất lượng hơn và phục vụ kịp thời hơn tới quý độc giả và tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, theo cái lịch thi đấu của trước khi đến với cái lịch thi đấu thì chúng ta cũng điểm qua cái bảng xếp hạng sau cái lượt trận đầu tiên cái đã. Tại bảng A thì Jordan dẫn đầu với 3 điểm và Oman đứng thứ 2 với 3 điểm. Xếp thứ 3 là Syria 0 điểm và Brunei đứng thứ 4 với 0 điểm. Bảng B thì Qatar dẫn đầu với 3 điểm, Kyrgyzstan đứng thứ 2 với 1 điểm, Myanmar đứng thứ 3 với 1 điểm và đứng cuối là Hàn Quốc. Tại bảng C thì Việt Nam dẫn đầu với 3 điểm, Yemen đứng thứ 2 với 3 điểm, Singapore xếp thứ 3 với 0 điểm và đứng thứ 4 là U23 Guam 0 điểm. Ở bảng D thì Nhật Bản và Palestine đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu với 3 điểm. Bahrain với Pakistan đứng vị trí thứ 3 và thứ 4. Ở bảng E thì U23 Uzbekistan dẫn đầu với 3 điểm, đứng thứ 2 U23 Iran 3 điểm, Hồng Kông, Trung Quốc và Afghanistan đứng thứ 3 và thứ 4. Ở bảng F thì Iraq dẫn đầu với 3 điểm, đội tuyển Kuwait đứng thứ 2 với 3 điểm, Timor Leste đứng thứ 3 với 0 điểm và Macau, Trung Quốc đứng cuối với 0 điểm. Ở bảng G, U23 Trung Quốc dẫn đầu với 1 điểm, đứng thứ 2 là U23 UAE 1 điểm. Và các đội bóng như là Ấn Độ và Maldives chưa thi đấu. Tại bảng H thì Thái Lan đang tạm dẫn đầu với 3 điểm, đứng thứ 2 Malaysia 3 điểm, Bangladesh và Philippines xếp thứ 3 và thứ 4. Tại bảng Y, Australia dẫn đầu với 3 điểm, Tajikistan đứng thứ 2 với 0 điểm và đứng thứ 3 là U23 Lào với 0 điểm. Triều Tiên thì ở bảng đấu này thì không thi đấu. Ở bảng G thì Saudi Arabia dẫn đầu với 3 điểm, đứng thứ 2 là Campuchia 1 điểm, xếp thứ 3 là Liban 1 điểm và đứng thứ 4 là Mông Cổ 0 điểm. Tại bảng K thì Turkmenistan đang tạm dẫn đầu với 3 điểm, Indonesia đứng thứ 2 với 0 điểm và đứng cuối là Đài Bắc Trung Hoa 0 điểm. Theo cái lịch thi đấu của lượt trận thứ hai của giải vòng loại U23 châu Á 2024 thì các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9. Trong ngày mùng 9 tháng 9 thì sẽ ra các trận đấu như sau. Vào lúc 14 giờ thì U23 Qatar gặp U23 Myanmar. Vào lúc 15 giờ 30 Maldives đối sức với UAE. Vào lúc 16 giờ Guam đối đầu với Singapore. Vào lúc 16 giờ 30 Philippines gặp Malaysia. Vào lúc 18 giờ Kyrgyzstan đối đầu với Hàn Quốc. Vào lúc 18 giờ 35 Trung Quốc gặp Ấn Độ. Vào lúc 19 giờ thì Yemen đối đầu với Việt Nam. Cũng vào lúc 19 giờ là cuộc so tài của Afghanistan với Iran và Indonesia với Đài Bắc Trung Hoa. Vào lúc 20 giờ thì Mông Cổ gặp Campuchia. Vào lúc 20 giờ 30 Bangladesh đối đầu với Thái Lan. Vào lúc 21 giờ Hồng Kông, Trung Quốc gặp Uzbekistan. Vào lúc 21 giờ 30 Brunei đối sức với Syria. Vào lúc 22 giờ Timor Leste đối đầu với Iraq. Vào lúc 22 giờ 30 Pakistan đối sức với Bahrain. Cũng vào lúc 22 giờ 30 là cuộc so tài của Tajikistan với Lào. Và lúc 23 giờ thì Liban đối sức với Saudi Arabia. Trong ngày 10 tháng 9 thì sẽ ra các trận đấu còn lại. Vào lúc 0 giờ thì Macau, Trung Quốc gặp Kuwait. Vào lúc 1 giờ Oman đối sức với Jordan. Vào lúc 1 giờ 30 thì Palestine đối đầu với Nhật Bản. Đó là các lịch thi đấu của các lượt trận thứ hai. Có thể thấy rằng là hiện tại thì cái bảng xếp hạng của U23 Việt Nam chúng ta nhìn thấy trên màn hình ấy thì U23 Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số cộng 6 và Yemen đứng thứ 2 với 3 điểm hiệu số cộng 3. Và đây ở cái lượt trận thứ hai là cái lượt trận mà U23 Việt Nam làm một trận đấu bản lề của U23 Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì cái bảng đấu này thì Yemen và Singapore là hai đối thủ chính của chúng ta, chứ còn Guam là đối thủ yếu nhất cái bảng đấu này rồi, cho nên là nhiều khả năng khi mà xét nhì bảng ấy thì cái đội Guam này không được tính vào thành tích đâu. Đấy, cho nên là trừ đi, nên là cái chiến thắng 6-0 nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như chúng ta thua Yemen hoặc là thua Singapore, thì khi đó chúng ta sẽ rất bất lợi. Và trận đấu với U23 Yemen là trận đấu cực kỳ quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Philip Chuje, bởi vì đây là trận đấu mà U23 Việt Nam buộc phải có điểm
buộc phải có điểm. Đấy, cái điều kiện nó là buộc phải có điểm. Một chiến thắng thì rất tốt, thì càng tốt, bởi vì nếu như đánh bại được U23 Yemen thì cái cánh cửa vào nhất bảng của chúng ta rất lớn, bởi vì Singapore là đối thủ mà yếu hơn U23 Việt Nam, và sau cái trận thua U23 Yemen thì gần như cái cánh cửa đi tiếp của U23 Singapore nó đã đóng sập lại rồi. Cho nên là nếu như U23 Việt Nam mà thắng được U23 Yemen hoặc là hòa đi chăng nữa thì cái cánh cửa đi tiếp của chúng ta rất lớn, và chúng ta vẫn có thể dẫn đầu cái bảng đấu của mình. Đấy, cho nên là trận đấu với Yemen sẽ phải rất là thận trọng. Ở cái trận đấu với Guam thì U23 Việt Nam đã thể hiện một cái lối đá ở hiệp 1 là lối đá gặp bế tắc khi mà đối thủ chơi phòng ngự số đông và bọc lót cho nhau rất tốt, thì các cầu thủ U23 Việt Nam gặp bế tắc, chúng ta phải sử dụng rất nhiều những cái đường tạt cánh đánh đầu và đường căng ngang, mà những cái pha tấn công trung lộ thì chúng ta không thấy. Cho nên là những cái cầu thủ của đội bạn là rất cao to đấy, chống bóng bổng rất là tốt. Đấy, những cái tình huống ghi bàn chúng ta là đa số là bóng sệt, có một số tình huống thì bóng bổng thì tận dụng được, nhưng mà đa số đều là bóng sệt và tầm ngang bụng trở xuống. Thì đấy, chúng ta thấy rằng là họ cao to nhưng họ vụng về, cho nên là trận đấu với Yemen là đối thủ được đánh giá cao hơn, cho nên là họ sẽ không chơi phòng ngự số đông như U23 Guam, cho nên là U23 Việt Nam sẽ có cơ hội để mà tung ra những cái đòn phản công và có những đợt lên bóng nó phóng khoáng hơn. Bởi vì khi mà đối thủ không chơi phòng ngự chặt ấy, với số đông ấy, thì cái lối đá của chúng ta sẽ dễ đá hơn, và khi đó mình nghĩ rằng U23 Việt Nam sẽ tận dụng được cái khả năng kiểm soát bóng của mình, và những cầu thủ như Thái Sơn hay những tuyến tiền vệ như Hoàng Văn Toản chẳng hạn sẽ có những cái đường truyền chết chóc để mà xé toang phòng ngự của đối thủ. Đấy là cái trên lý thuyết thôi, còn trên thực tế thì ở trận đấu vừa rồi thì U23 Việt Nam vẫn chưa thể hiện được quá nhiều về cái lối chơi, cho dù thắng rất đậm. Chúng ta thấy rằng là truyền thông đưa tin và phân tích rất nhiều, thắng to nhưng vẫn lo vân vân và vân vân, đúng không ạ? Thì đấy là cái lối đá chúng ta chưa thuyết phục, và rõ ràng là sau một thời gian tập trung mà những gì mà đội bóng của huấn luyện viên Philippe Chu đang thể hiện thì mang lại cái sự lo lắng nhất định cho các cổ động viên. Nhưng mà bao giờ cũng thế, cái trận đầu ra quân ở bất kỳ cái giải đấu nào cũng có những khó khăn, và cho nên là cái trận đấu với Guam là chúng ta thi đấu chưa thực sự làm hài lòng người hâm mộ và tất cả giới chuyên môn là điều bình thường thôi. Thì ở cái trận đấu với Yemen, một đối thủ lớn hơn, mạnh hơn, thì chúng ta vẫn có thể thể hiện được cái bản lĩnh của mình. Chúng ta phải nên nhớ rằng ở cái giải U23 Đông Nam Á vừa rồi, khi mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dắt ấy, thì chúng ta gặp Lào với Philippines, đúng không ạ? Đá rất là khó khăn, nhưng mà vào tới vòng bán kết gặp đối thủ mạnh là Malaysia, chúng ta thiện một mặt khác hẳn luôn, đá rất khác. Vào trận chung kết như vậy thì càng đối thủ mạnh thì sẽ là một cái liều thuốc thử nó đủ chất lượng để cho chúng ta bung sức và đá với đúng năng lực của mình. Thì mình nghĩ rằng cho dù sẽ khó khăn trước Yemen, nhưng U23 Việt Nam vẫn sẽ có được cái kết quả thuận lợi để mà chúng ta làm cái bàn đạp hướng tới cái trận đấu cuối cùng, qua đó giành ngôi nhất của cái bảng C này, giành vé đi tiếp. Chúng ta cùng chờ xem thầy trò huấn luyện Philippe Chu sẽ thể hiện như thế nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu của U23 Đông Nam Á, đặc biệt là trận đấu giữa U23 Việt Nam, U23 Châu Á, xin lỗi mọi người, U23 Châu Á 2024 vòng loại, thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.